Tún ơi, bà đề nghị bà cất ngay cái khăn lởm lởm của bà ra. Cất ngay vô, bởi vì là ở đây thời tiết mát lắm. Cái dù đấy. Mỗi người một cái cầm cái ô này. Hai bà cầm dù làm gì nhỉ? Mày cứ đưa tao một cái. Chị cầm em để em học học. Ra cái chỗ nhà thờ chính tòa Mỹ Lan các bác nhé. Đến chỗ này thì mình không vào, mình ngắm qua. Hôm bữa chú nói là tí nữa, hôm nay mới tới nơi chú chào quá. Đừng ngay kia nữa. Đấy nhà mình ngay. Các bác chú cho chú khoảng 5 phút gì đó, xong em dẫn nhà mình ra nhà thờ nhé. Đây là cái lâu đài của chú ra đấy. Bây giờ chúng ta có tiền bảo tàng. Đây những cái tháp canh này các bác này. Đây còn cái kiến trúc pháo đài thì là kiến trúc chung cả mình cái Florence. Kiến đứng cạnh cô ấy. Đây là Milan nha mọi người. Wow. Phòng tranh. Wow, những hàng cây của họ. Cũng như Phan Đình Phùng của mình, đẹp thật là đẹp. Họ cũng cho thuê xe đạp này. Đường xá đẹp không mọi người? Wow. Bây giờ thấy chiếc xe đẹp. Bành Tuấn xem gì kia? Gì mẹ? Đứng im nào, chụp cho. Sáng ra chị đã ăn sáng đấy các bé ơi, đẹp trai u là trời. U là trời các em ơi, đẹp trai thế này cơ mà. Bà cười cái gì? Trời ơi cái sáng kia. Lạc anh... là làm sao? Trai đẹp người ta ngắm một tí mới bà. Thôi cái mối này, ba cái mối này thì bỏ đi. Mát mẹ ha. Mẹ thấy thời tiết mát không? Mát. Mình chỉ bị mỗi một hôm đầu tiên hãm. Gọi vào vô sự đi. Sorry. Mát này nhờ. À, mũ của bác Hiếu đi khắp trời Âu. Mình có mỗi hôm đầu tiên nắng nhờ. Hôm nay mát thì chị nhờ. Sức của đời. Wow. Mát lắm mẹ ơi. Con đâu ạ?
Go go. Lẹ lên mẹ. Lẹ 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 lẹ. Lao vào 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 hỏi cây số bao nhiêu tuổi rồi? 400 năm tuổi rồi. Wow, Swarovski Fioroma đẹp kinh đô thời trang. Mấy bà video ơi, trên đường mới cắp của chúng ta đây. Mua gì mấy con đĩ nha, nhắn nha. Hỏi xem mấy má cần mua gì chụp lại mua dùm à. Ui giời ơi. Ba đam đứa. Đẹp quá này, ôi lại. Bây giờ sướng không? Đẹp thật. Quest. Đẹp quá. Có chụp không? Chụp cho mẹ ơi. Mẹ đứng ở đây này. Trông tay đi, trông tay đứng ấy. Mẹ đứng ở đây chụp cho. Rồi đứng đó. Rồi đứng đó. Rồi chờ tí nha. Mày cái tờ tiền đi không? Con chụp rồi đi mẹ. Đèn đỏ. Đây đâu người ta đèn đỏ, thấy chưa? Đẹp không ngoài nhà? Đây đứng đây à? Đứng yên ạ. Wow, người ta sẽ về thấy không? Người ta đi làm thì sẽ làm có thấy không? Chạy, chạy.
quảng trường gì đó rất là to, rất nhiều trai đẹp đi xe đạp u là chờ. Đẹp với mọi người. Wow. Đây là gì? Đây là lâu đài nha. Làm gì có mạng? Có, gì có mạng. Chim kìa. À, gì mua sim á? Nhìn kìa, nhìn chim kìa. Đông hơn người kìa. Bà bỏ cái dù xuống. Bỏ cái dù xuống. Cái này mà chụp máy chị đẹp này nhìn. Đúng rồi. Money. Hoàng ơi, mấy tiền? Hoàng ơi. Ít thôi. Bà Bảy đi ra ngoài, bà Bảy đi ra ngoài, kiến đi ra ngoài cho chú bà Tú nè. Kiến ra ngoài chú bà Tú. Đi thoải mái. Hai bà giao tiếp bằng tiếng gì đấy? À thế. Hú hồn thấy bà nói chuyện. Mặc váy khách với chân vô. Khách với chân vô. Ngồi con gái nữa. Tú ơi. Thank you. What you buy? Why you buy? Excuse me. You buy? Where you buy? Thank you. Còn đứng yên, đừng xoay tay bộ, đừng xoay tay bộ. Ok. Thank you. Thank you. Cái gì? Con gửi chuyến bay vô tiệm nào bán bánh á. Vâng. Mua bánh chúng ta. Thank you. Thank you. Kiến ra đây đứng này. Kiến xin xưa đây. Rồi, kiến đứng này.
Kiến nhìn mẹ nào. Nhìn mẹ, nhìn mẹ. Kiến ơi nhìn mẹ. Kiến nhìn mẹ cơ mà. Kiến nhìn mẹ. Đó. Wow. Kiến ơi. Xinh quá. Ok. Đầy kinh đô thời trang mọi người. Chanel. Có muốn cái gì? Cái gì? Ice cream. Ice cream à? Lấy cái nào? Đấy là cái vỏ màu xanh thôi. Mua một vị gì nào ra đây nào? Vị dâu. Vị dâu tiếng Anh là gì? Strawberry. Cái gì? Strawberry. Chắc chắn không? Excuse me, I want buy ice cream. I don't have ice cream at the moment. Là sao? Là con nghĩ là... Không bán, Kiến ạ. Kiến ơi, chụp hình không? Chụp nhà đi. Đứng nghiêng nghiêng sang bên kia. Bay hết cả váy thôi vậy. Thời tiết rất đẹp. Ngồi đây mát lạnh ha. Từng đi điều hòa. Đẹp quá mọi người ạ. Đẹp tuyệt vời. Đối với mình những công trình kiến trúc này là tuyệt vời. Thank you.
Vabbè, sì. Va bene, poi quando rientro poi ne parliamo. Avanti. Ciao, come va? Ciao, 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 ciao. Io aspetta la mia che ho fatto. Mi dico qua. Ah, cap chiu. Kiến rất thích quảng trường này mọi người ạ. Con khát nước không? Khát nước à? Nước này. Kiến ơi. Rớt cái khớp chân ra rồi à? Có ra nghịch chim nữa không? Dạ thôi, nghịch chim lại như nó ngã giật mặt tí. Wow. Mấy con chim hôm nay đông thiệt á, đông hơn của con người. Đông hơn con người luôn hả? Con ra xua nó cho bay lên đi. Dạ. Con sẽ ra xua nó cho bay lên, mày quay clip cho. Chết tôi rồi mấy anh ơi, chết tôi rồi, chết tôi rồi. Thank you.
ở bên Ý, những quảng trường họ hay có những nghệ sĩ biểu diễn ấy, nhạc rất là hay. Rất là thích luôn. À, Milan là một thành phố rất là đẹp, đẹp thật sự luôn. Đẹp khủng khiếp với mọi người. Tiếc là lần này đi mình không có người chụp hình cho mình. Không ai chụp hình cho mình cả. Chỉ có mình chụp hình cho mọi người thôi, mẹ mình không biết chụp hình. Đoàn đi lần này người già nhiều. Nên là chỉ có mình chụp hình cho mọi người thôi. À, chúc mọi người tốt đẹp. Mẹ con tớ sẽ rời Milan đi sang Thụy Sĩ chiều nay. Thanks you. Đấy, Kiến rất tự lập nha mọi người. À, Kiến ơi, để mẹ cụp cái ô vô. Đi ra đi con. Đi đi con. Con đi đi, mẹ cầm chưa. Excuse me. Kiến ơi, dù con này mệt quá. Ê, sáng mình ăn ít cơm nên mình bị mệt đó Kiến. Ăn nhiều cơm chứ không phải mệt. Chị gái thấy ở đây đẹp không? Nắng đẹp không? Chị Bành thì tụn thấy đẹp không? Bành thì tụn phát khiếp. Đẹp và đẹp phát khiếp. Khách đèn thế kỷ. Con người nó giỏi. Ui giời, mẹ ai đây, ai đây? Đấy mày, bộ xương người. Kiến ơi nhìn kìa. Có sợ không Kiến? Ừ.